Một buổi sáng em lên ở nhà một người bạn, yên bình quá. Giờ này là mấy giờ rồi ta? Chắc khoảng 7 giờ. 7 giờ theo cái vùng ở đây. Ở đây là một cái hồ, cái sông. Nhưng mà cái này là nhân tạo nha, rất là đẹp. Để mình đi bộ ra ngoài mình quay cho mọi người xem, nó rất là đẹp, rất là yên bình. Ngã đây mình nghĩ chắc là mắc lắm. Có một cuộc sống êm đềm ở đây rất là thoải mái nha. Đi ra ngoài đẹp quá, đẹp luôn. Con vịt ngỗng nè, không biết. Ý cái hồ này là có cá sấu nha, có cá sấu. Ở trên cỏ này là đâu quá, đi trên lề đi. Cỏ này nó sao nó dày quá, đi lấn lấn ở dưới. Da. Ồ, mặt trời đang lên phía sau mình nè, à. Mấy con ngỗng, mấy vịt con nè, à. Thương không? Cát không? Em đi ra cái pier, cái này cái pier của nhà hả? Rất là đẹp. Đó, cảnh rất là êm đềm. Nước ở đây thì không thấy dưới đáy. Mình cũng thấy có đó. Đẹp quá. Thiệt là đẹp. Đẹp nhà đó, xung quanh đây nhà nào cũng vậy. Đây có cần câu cá nè. Cái này là khu này nhà của bạn mình. Wow. Hồ ra tuốt ở ngoài kia luôn. Hôm qua chạy tàu cũng đi một vòng ở đây à. Sáng sớm mình ra đây chơi đẹp quá. Này tàu của bạn mình, nhà bạn mình nè. Rồi, mấy con vịt. Có cá kìa. Có vịt bay, vịt trời bay nha. Dưới này có cá đó. Một chút nữa câu cá nè. Cảnh rất đẹp luôn. Kia con vịt nè. Vịt trời nó bay bay. Ở ngoài kia là sâu lắm. Nhà đây rất là đẹp. Ở đây nó có sương, có mưa, có sương. Đó, nhà ở đây thì rất là đẹp. Dân nhà giàu không? Kệ. Úi chà. Này về già mà có một căn đây là ở thoải mái luôn. Ồ, có mấy con nhện nè. Mặn nhện nè. Không biết mọi người có thấy không? Mặn nhện. Chắc không thấy đâu, mặn nhện. Nhện có chút xíu, không thấy nhện đâu hết. Đây có cái mặn nhện. Cá biết nè. Này không có cá. Wow, đẹp quá. Mỗi nhà cái có cái cầu tàu để đi ra rồi để tàu rồi chơi. Đẹp quá. Nhưng mà ở đây hơi ở đây ấm áp hơn, không có lạnh.
sáng sớm mình ra đây mình thấy nó mát mẻ lắm. Mấy con vịt nè, mấy con vịt đang tắm mát. Mặt trời, quay mặt trời ngược mà đẹp. Mình thích quay mặt trời ngược này. Cá không? Cái cá mà thấy mình ở dưới đây thôi. Đẹp quá.